bông mẹ bông nghe đây mẹ quýnh chứ hai ở đâu ở đây con nghe nghe gom con nghe nghe bông mẹ mẹ quýnh chứ hai mạnh không con sao con khóc vậy con nghe đây con nghe đây mẹ ngủ đi chứ hai hai đi trường chút chứ hai về đi đâu đi trường học á chứ hai đi trường học rồi chút chứ hai về với con sao mà sáng mẹ quýnh chứ hai không cản mẹ lại 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 anh ăn bóp mẹ bấm nhớ cho ơi nhớ chứ hai mà nhớ quá hả chứ hai ơi đến đây cho chút chứ hai về nãy với hai cơm mẹ quýnh với ai hả? Có không? Có. Thôi ngủ đi, chúc với hai về. Không. Chúc với hai đi học còn sao giờ? Mốt con ngoan đi, đừng cho với hai bị quýnh nữa nghe. Dạ. Chứ hai nói nghe lời đi, để thôi mẹ chứ hai bị quýnh nữa đó. Ngủ đi cho thương. Nhắm mắt ngủ đi, nhắm mắt ngủ, ngủ con ngủ con thức dậy là với hai dễ con liền à. Con không ngủ với hai không dễ con đâu. Với hai đi học rồi, con ngủ đi chút với hai về. Nghe không? Con nhắm mắt lại ngủ đi rồi với hai về liền. Con ngủ con thức dậy đừng thấy với hai à. Thôi ngủ đi với hai về cho cha cho con hay. Đi ngủ đi. Biết nhớ rồi nhưng mà chứ hai đi hờ lên trường rồi chút chứ hai mới về con ngủ đi nhắm mắt ngủ đi nhắm mắt lại cho thương.